Xin chào tất cả các bạn. Chiếc phẩy nước Việt xin giới thiệu với các bạn cái mẫu lồng mà các bạn đang nhìn thấy ở đây là mẫu lồng cua gáy quả bí của Bắc Bình, Hà Nội, làm rất là đẹp. Lồng được làm cực kỳ chắc chắn, các bạn đang nhìn thấy ở đây, đúng không ạ? Và lồng thì đã được tạo cái màu giả cổ này, nhìn rất là hay, thích hợp các bạn sưu tầm chơi cua gáy. Nếu bạn nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với Chim Cảnh Đất Việt theo số điện thoại 0944 11 4410, hoặc xem thêm trên Zalo, Facebook tên là Chim Cảnh Đất Việt thì các bạn có thể tìm theo số điện thoại mình vừa cung cấp cho các bạn. Mà bạn nào ở gần có thể qua trực tiếp nhà mình tại ngõ 274 trên 29, nhà số 7, phố Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. Và đặc biệt bên mình có ship hàng toàn quốc thì các bạn cố gắng là cứ gọi trực tiếp qua số điện thoại của mình. Đấy. Thì với chiếc lồng quả bí như thế này thì bên mình đang bán với giá từ 1 triệu đến 1 triệu mốt. Đấy, 1 triệu đến 1 triệu mốt. Có thời kỳ thì nó sẽ cao hơn hoặc có thời kỳ nó sẽ thấp hơn một chút, nhưng phần lớn nó dao động trong khoảng tầm giá như vậy. Loại thứ hai là các bạn đang thấy đây là mẫu quả đào cân, lan kép. Thì đây của Bắc Bình Hà Nội làm rất là đẹp, và các bạn đang thấy cái cửa là mô phỏng theo cái hình con rồng rất là tự nhiên, đúng không ạ? Nan được làm rất kỹ, đàn cước. Đấy. Đây là lồng quả đào cân. Đấy. Quả đào cân. Thì với chiếc lồng như này thì bên mình đang bán với giá từ 1.350.000 đến 1.400.000. Đấy, thích hợp với bạn là các bạn là sưu tầm và chơi cua gáy. Nếu bạn nào có nhu cầu thì mình xin nhắc lại một lần nữa là có thể liên hệ trực tiếp với Chim Cảnh Đất Việt theo số điện thoại 0944 11 4410. Và bên mình có ship hàng toàn quốc. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video clip này. Xin chào tất cả các bạn.